phân mảnh ADN tinh trùng là một trường hợp khá phổ biến trong khi xét nghiệm tinh dịch. Tuy nhiên thì với quy định mới mức độ ở dưới 15% thì hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên trong trường hợp của hai vợ chồng là trên 30%. Do đó thì khi làm thụ tinh cháu nghiệm, chúng ta cần phải chú ý những biện pháp sàng lọc tinh trùng để làm sao chọn được những tinh trùng tốt nhất, không bị phân mảnh ADN để làm tăng chất lượng của phôi lên. Còn trong trường hợp nếu những tinh trùng mà đã bị phân mảnh ADN kết hợp với trứng để tạo thành phôi thì tùy vào mức độ phân mảnh của ADN, thì với những trường hợp mà phân mảnh ADN trong tinh trùng cao thì phôi sẽ hoàn toàn không phải phát triển được và sẽ bị đào thải. Còn trong những trường hợp mà mức độ phân mảnh ADN tinh trùng thấp thì phôi sẽ có cơ chế tự sửa chữa. Và do đó nếu bạn có phôi phát triển rồi thì việc sàng lọc di truyền cho phôi là hoàn toàn không cần thiết. IVF Hồng Ngọc, chất lượng châu Âu, giá thành dành cho người Việt.